tôn trọng công việc. Lâu lắm rồi ba đứa mình mới có dịp ngồi uống bia với nhau, cũng phải 6 năm rồi ấy chứ. Toàn, đợt này cậu đang làm gì vậy? Tớ vừa đi nước ngoài về, tớ đang chuẩn bị mở công ty. Ồ, ngưỡng mộ cậu thật đấy. Có gì đâu, thế còn cậu, cậu đang làm gì? Tớ ý hả? Tớ đang làm luật sư. Chà, hay đó nha. Mấy nữa tớ có mở công ty nhờ cậu quân sư giúp nhé. Đồng ý luôn. Thế còn Vương, hiện giờ cậu đang làm gì? Tớ đang làm nhân viên sale. Vậy hả? Cậu tốt nghiệp trường gì vậy? Tớ tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh. Cử nhân quản trị kinh doanh thì việc gì phải đi làm sale? Thôi, đợi mấy bữa nữa tớ mở công ty rồi về làm với tớ. Đúng rồi đấy, mấy bữa nữa cậu sang làm cho Toàn đi. Làm chỗ bạn bè bao giờ cũng được ưu ái hơn mà. Thằng Luân với thằng Toàn là hai đứa học dốt nhất lớp. Trước đây đi học lúc nào cũng tôn trọng mình vì mình là lớp trưởng, còn bây giờ chúng lại tỏ ra coi thường mình. Cũng đúng thôi, bây giờ chúng đứa nào cũng hơn mình. Đứa làm luật sư, đứa thì chuẩn bị mở công ty mới, trong khi mình chỉ là một nhân viên sale đi làm thuê, không chức vụ, chức danh gì cả. Vương, Vương, điện thoại của cậu kìa. Alo, công ty xuất nhập khẩu NGB xin nghe. Vương, cậu hôm nay làm sao thế? Cả buổi chẳng nói câu nào, khách gọi điện tới cần tư vấn, cậu cũng không nghe máy. Dạ, em... Tôi yêu cầu cậu cần chấn chỉnh lại cách làm việc nhé. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu có thể xin nghỉ. Vâng, em xin lỗi sếp à. Chà, bị sếp mắng xong làm việc tích cực ghê. Thôi, đến giờ về rồi. Về thôi Vương. Vậy thế này, cậu định chuyển việc à? Doanh thu tháng trước của cậu cũng rất cao mà. Cậu cũng được vào chính thức rồi. Sao cậu lại định chuyển việc? Không phải sếp mắng một câu mà định chuyển việc đấy chứ. Không phải. Vì tớ học quản trị kinh doanh mà bây giờ đi làm nhân viên sale, trong khi bạn bè tớ bây giờ đứa nào cũng thành công và có địa vị trong xã hội. Có sao đâu, mọi vị trí công việc đều giúp mình tích lũy kinh nghiệm khác nhau mà. Thôi, tớ khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi xin nghỉ. Ừ, tớ sẽ suy nghĩ kỹ mà. Cậu đừng nói với ai nhé. Ừ. Chào anh. Ồ, Vương à, đây là đơn hàng của khách cần ngay trong sáng nay. Anh chuyển hàng vào xe cho khách này trước giúp em nhé. Ừ, được rồi. Mọi người khẩn trương nhé, còn rất nhiều đơn hàng nữa trong sáng nay. Chà, hôm nay đội bốc vác đông đảo thế anh. Ừ, anh mới tuyển thêm một đội 5 người đấy. Công ty mình mới may đồng phục cho nhân viên lao động lúc nào mà em không biết nhỉ? Đâu có, công ty mình có may đồng phục bao giờ đâu. Em thấy chú vừa đi qua mặc bộ quần áo đồng phục đó thôi. Trên túi áo chú còn có thêu tên là Nguyễn Tiến Đạt mà. À, chú kia hả? Đó là bộ trang phục chú ấy tự may đó. Hôm chú mới tới anh cũng ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết đó là chú ấy tự may. Chú ấy tự may à? Ừ. Chú ơi, chỉ cần xếp hàng vào kho là được mà. Không cần phải xếp hàng thẳng làm gì đâu chú. Mấy nữa đằng nào cũng chuyển ra xe cho khách mà. Xếp ngay ngắn thẳng hàng vẫn tốt hơn chứ cháu. Chú ơi, cháu có thể ngồi đây được không ạ? À, được chứ, cháu ngồi đi. Chú tự nấu cơm mang đi ạ? Ừ, chú dậy từ sáng sớm để nấu cơm đây. Cháu cứ ăn tự nhiên nha. Chú ơi, lần sau chú không phải dậy sớm nấu cơm cho vất vả làm gì. Công ty mình có nấu cơm cho nhân viên đấy. Chú ra quầy thức ăn, họ sẽ phát cơm cho chú. Ồ, chú biết mà. Nhưng mà đợi lâu mất thời gian, nên chú tự mang cơm đi. Buổi trưa chú có việc gì gấp à? Ồ không, chú không muốn đợi cơm thôi. Thời gian đó chú có thể tranh thủ đi nghỉ ngơi, để lấy sức, để chịu bắt đầu làm việc luôn. Thôi, cháu ở lại ăn sao nhé. Chú phải vào nghỉ ngơi đây, lát nữa đến giờ còn vào làm việc. Đơn hàng hôm nay anh nhé. Ừ, cứ để đấy cho anh. Anh ơi, chú mà tự may quần áo đồng phục cho mình hôm nay nghỉ làm à? Em muốn nhắc đến chú Đạt ấy hả? Chú ấy nghỉ hẳn rồi. Sao chú ấy lại nghỉ hả anh?
À, đội bốc vác của chú Đạt chỉ làm thời vụ thôi, nên hết mùa thì nghỉ. Chỉ làm thời vụ thôi à? Ừ, sao em hỏi chú ấy có chuyện gì à? Dạ, không ạ. Chỉ là em thấy ấn tượng về chú ấy, một người có những đặc điểm rất kỳ lạ. Chú ấy không phải là người kỳ lạ đâu. Đó là do cách chú ấy thể hiện sự tôn trọng với công việc của mình, nên mọi người mới thấy kỳ lạ đó. Tôn trọng công việc à? Phải. Từ cách chú ấy tự may bộ quần áo đồng phục để thể hiện sự chuyên nghiệp, đến cách xếp hàng trong kho cũng phải chuẩn chỉ sao cho gọn gàng, ngăn nắp, không bao giờ đi muộn, và trong giờ làm việc không bao giờ nói chuyện với ai. Đó là chú ấy thể hiện sự tôn trọng của mình với công việc. Chứ sau giờ làm, chú ấy rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Mặc dù chú ấy bây giờ không còn làm ở đây nữa, nhưng anh tin dù chú ấy làm ở đâu thì ông chủ nào cũng đều hài lòng và tôn trọng chú ấy. Người làm công kỳ lạ đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Tôi hiểu ra một điều rằng sự tôn trọng không đến từ công việc chúng ta đang làm, mà nó đến từ cách mà chúng ta đang làm với công việc đó. Tôi bắt đầu đặt ra những nguyên tắc trong công việc và thực hiện nó bằng tất cả trách nhiệm và sự nghiêm túc của mình. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Yêu thương, gắn kết yêu thương. Chúc anh yêu một ngày tốt lành. Cô Biên ơi, mình đi trung tâm giải trí nhé. Con thích chơi gì nào? Chơi xe đua mẹ nhé. Được rồi, con thích gì mẹ cũng chiều hết. Cô ơi, cháu thích khu búp bê. Vi à, ngày mai cháu học piano phải không? Mai mà cháu không trả bài tốt thì ba cháu sẽ buồn lắm đấy. Mẹ ơi, cho chị Vi đi cùng đi mẹ. Con thích chị Vi. Ngốc lắm, chẳng biết gì cả. Cháu tập trung vào, tập đàn xong thì lên làm bài tập toán, nhớ chưa? Dạ. Buồn thật đấy, ước gì có mẹ ở đây, mẹ sẽ buộc tóc để mặc váy đẹp cho mình và cho mình đi siêu thị nữa. Vi ơi! Con đây ạ! Bà quên tập tài liệu nên về lấy. Cô Thùy đâu? Cô Thùy cho em Bin đi chơi rồi ạ. Thế sao con không đi? Con cũng muốn đi, nhưng cô Thùy bảo con ở nhà tập đàn. Cô Thùy lo cho con nên mới nói thế đấy. Con tập thật chăm chỉ nhé. Ba đi đã không muộn. Hai chị em chơi xong phải rửa tay đi nhé. Vi toàn dạy em mấy trò nghịch bẩn thôi. Kệ nó, trẻ con nghịch đất cát cho khỏe người. Đố chị Vi lấy lại được cặp tóc. Thôi chết rồi chị Vi ơi. Sao thế Bin? Em làm suốt xe mẹ rồi. Thôi xong rồi, ai bảo em cứ nghịch ngợm cơ. Làm thế nào đây? Ai, mẹ sẽ đánh em mất. Làm sao bây giờ? Em sợ lắm. Vi đâu rồi? Đứa nào nghịch son của mẹ? Nói mau. Dạ. Có chuyện gì thế em? Sao lớn tiếng thế? Em vừa mới mua thỏi này được 2 ngày, chưa dùng tí nào. Tại sao nó lại thành ra thế này chứ? Được rồi, anh sẽ mua đền em thỏi khác được chưa? Bin ra đây. Con là con trai, chắc chắn nghịch son của mẹ làm gì rồi, có phải không? Con Vi, cháu nghịch son của cô có đúng không? Em thôi đi, em làm con bé sợ đấy. Sao em phải thôi? Mẹ kế không là gì cả, có phải không? Con cái hư phải dạy chứ. Ba với cô đừng cãi nhau nữa. Là con đã làm mà. Anh nghe thấy chưa? Em nói có sai đâu. Cháu sẽ bị phạt, không được ra khỏi phòng cho đến khi cô cho phép. Cháu xin lỗi cô. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy một cây son khác này. Không phải việc của con. Mẹ ơi, lúc sáng con nhỡ tay làm xước xe mẹ. Sợ mẹ mắng nên con lấy son
mẹ tôi lên vết xước. Sao lúc nãy con không nói, để mẹ mắng oan chị rồi. Bin ơi là Bin. Hôm nay cô Thùy giận con lắm có phải không ba? Lần sau con đừng nghịch đồ của cô nhé, như vậy là không ngoan. Cô Thùy rất thương con, chỉ là cô hơi nghiêm khắc thôi, con hãy hiểu cho cô nhé. Em vào có được không? Cô ơi, cháu xin lỗi cô, lần sau cháu không như thế nữa ạ. Vi à, cô xin lỗi, là cô đã trách lầm con rồi. Cô Bin đã nói hết cho cô biết rồi. Là sao? Em nói gì thế? Có chuyện gì hả Vi? Dạ, em Bin làm xước xe của cô nên đã lấy son để bôi lên chỗ xước. Con sợ em bị đòn cho nên... Vi ngoan, Vi thương em Bin thế mà cô, thật là cô xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ cũng đừng giận con nữa nhé, con với chị Vi sẽ ngoan mà. Phán đoán đầu tiên. Nắng quá, chúng mình vào quán làm đi nước mía rồi về đi. Được đấy. Tuấn ơi, Tuấn. À, Nam đấy à, sao cậu đi vội thế? Vào quán uống nước mía đã. Thôi, tớ về trước đây. Này Tuấn, nhớ lịch đá bóng chiều nay của đội mình nhé. Tớ không đi được rồi, sáng nay tớ cũng đã bảo với bạn đội trưởng rồi. Thôi, tớ về trước đây. Này, dạo này cậu ta sao thế nhỉ? Bình thường chơi thân với cậu lắm mà Hùng. Tớ cũng chẳng hiểu nữa, dạo này cậu ấy chẳng mấy khi chơi với ai, cứ học về là cắm đầu cắm cổ chạy về. Hay vì là ác chủ bài của đội bóng, lại liên tục xếp đầu khối về kết quả học tập, nên cậu ta kêu căng, không thèm chơi với ai nữa. Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ thế thật. Hồng ơi, cậu cho tớ mượn quyển toán nâng cao nhé. Tớ chưa mua được. Tớ cho bạn My mượn mất rồi, để khi khác tớ mượn cho cậu nha. Ồ vậy à, thế thì chán nhỉ. Thôi, tớ về đây. Mẹ vừa thấy quyển toán nâng cao trên bàn học của con, sao con lại nói dối và không cho bạn mượn? Bình thường hai đứa chơi thân với nhau lắm cơ mà. Đó là trước đây thôi, bây giờ con không thèm chơi với bạn ấy nữa. Có chuyện gì vậy con? Từ hồi là át chủ bài của đội bóng, rồi đứng đầu cả khối về thành tích học tập, bạn ấy chẳng thèm đi chơi với ai. Lúc nào tan trường cũng cắm đầu cắm cổ chạy về trước, cứ làm như có việc bận lắm ấy. Vậy sao? Sao con không hỏi bạn xem bạn có việc thật không? Sao con phải hỏi chứ? Đã thế, con không thèm chơi luôn. À, thơm quá mẹ ạ. Con hãy nhìn mà đoán xem đây là món gì nào. Dễ ợt, đây là món thịt viên chiên. Đúng rồi, con thử nhìn rồi đoán xem mẹ đã dùng thịt gì để làm món thịt viên này. À, con biết rồi. Nếu con đoán không lầm thì là thịt viên này làm từ thịt lợn. Vì sao lại là thịt lợn? Biết đâu là thịt gà, thịt bò, thịt bê, thịt cá thì sao hả con? Thì con đoán mò thế thôi. Nhìn qua có vẻ giống thịt lợn. Chưa đúng rồi. Bây giờ mẹ sẽ đưa đĩa thịt viên này gần lại để con ngửi. Sau khi ngửi xong, hãy cho mẹ biết đáp án của con nhé. Vâng. Thơm quá. Đúng rồi, thịt gà, đúng không mẹ? Muốn biết đúng hay không, giờ mẹ cho con nếm xem vị nó như thế nào nhé. Ngon quá mẹ ạ. Giờ thì con biết rồi, là thịt bò. Đó, con thấy không? Chỉ là một món thịt viên chiên thôi. Nếu con chỉ nhìn, chỉ ngửi, chưa chắc con đã biết nó làm từ nguyên liệu gì. Con phải nếm nó bằng tất cả các giác quan mới biết được chính xác nó là gì. Mẹ ơi, mẹ nói hay quá. Bởi vậy, những gì chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là bản chất của vấn đề, mà chỉ là một khía cạnh của câu chuyện mà thôi. Mẹ, ý mẹ là... Việc bạn Tuấn không đi chơi cùng con cũng vậy. Bạn ấy chỉ sống với bà và mẹ. Mẹ bạn ấy thì đi làm suốt ngày. Còn bà bạn ấy dạo này đau chân không đi được, nên bạn ấy phải về nhà thăm bà đó con. Thật vậy sao ạ? Sao mẹ biết?
Sáng nay mẹ đi chợ qua có nhìn thấy bạn ấy chăm chỉ làm việc nhà, mà lúc mẹ đi chợ về bạn ấy cũng chưa làm xong. Có lẽ vì thế mà bạn ấy không có thời gian đi chơi cùng với các con đó. Vậy mà con cứ nghĩ bạn ấy không hòa đồng, lại còn trách bạn ấy không cho bạn ấy mượn sách nữa chứ. Giờ con sửa chữa cũng chưa muộn mà. Vâng, con biết rồi. Lát con sẽ mang sách qua cho Tuấn, rồi xem bạn ấy có cần con giúp gì nữa không. Ừ, thế ăn nhanh lên đi con. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.